Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về một cách làm nồi lẩu hải sản rất ngon. Đây là nồi lẩu ghẹ của mình, sau khi mình đã làm xong mình chụp lên cho các bạn xem đấy. Các bạn ơi, mùa đông đến rồi, với một nồi lẩu bốc hơi lên quả là tuyệt vời đúng không ạ? Thì các bạn muốn làm một nồi nước lẩu với những nguyên liệu rất đơn giản, các bạn có thể làm một nồi nước lẩu rất ngon và tuyệt vời các bạn ạ. Ở đây mình làm lẩu hải sản thì mình gồm có quả dứa và một chút xương lợn, xương cục thôi ạ, và sa tế cay và một chút sả và một cà chua và hành khô, tỏi khô. Mình đã bóc vỏ sạch rồi. Và có cái nguyên liệu này nữa này các bạn này. Đây là cái lớp bỗng rượu đấy ạ. Một nguyên liệu không thể thiếu được trong nồi lẩu chua cá, nồi lẩu hải sản đấy ạ. Và một chút mì chính. Và mình có thêm một chút ngô ngọt. Còn tất nhiên là trong một nồi lẩu và gia vị thì có rất nhiều các cái gia vị khác nữa, nhưng mà mình đang nói là những nguyên liệu chính để làm nên một nồi lẩu ngon. Thì các bạn có thể nhúng cá này, ghẹ này, tôm này, đây là con ghẹ và cá của mình. Còn các bạn có thể nhúng thêm ngao, thêm tôm và những thứ mà liên quan đến hải sản đúng không ạ, mực. Nhưng mà ở đây mình muốn giới thiệu với các bạn là cách làm nồi nước lẩu thôi. Còn tất nhiên là rau cũng vậy. Thì các bạn có thể ăn, có nhu cầu ăn rau gì thì các bạn cho vào. Rau muống, rau cải, rau cải thảo, rất nhiều loại luôn. Thì ở đây mình muốn giới thiệu với các bạn về cách làm nồi nước lẩu các bạn nhé. Thì ở đây thì dứa mình đã gọt sẵn rồi, thì bây giờ mình cắt ra thành từng miếng. Còn tất nhiên là các bạn với một cái nồi lẩu gia đình ăn khoảng 4 đến 5 người, các bạn chỉ có thể sử dụng khoảng nửa quả dứa thôi là tuyệt vời rồi. Nhưng ở đây thì mình cứ cắt ra, mình cho hết vào cũng được, bởi vì khi mình cho dứa vào cái nước đấy rồi mình ăn cũng rất là ngon mà. Có thể nhúng thêm nấm. Đấy, thì đương nhiên là lẩu thì các bạn chắc chắn là các bạn ăn rất là đơn giản rồi. Thế còn đâu là cái làm nước lẩu như thế nào cho ngon và thơm các bạn nhé. Cà chua này cũng vậy này. Cà chua mà các bạn cho vào nồi lẩu thì các bạn nên chỉ bổ cao như thế này thôi, thì để khi mà mình đun nó vẫn còn nguyên miếng cà chua để mình ăn rất là ngon. Chứ các bạn đừng cắt ngang ra, cắt ngang nó sẽ nát. Kể cả cái nước cà chua này các bạn có thể làm một nồi lẩu với 4 hoặc 6 người ăn, các bạn chỉ cần cho 2 đến 3 quả cà chua thôi. Nhưng ở đây là mình thích ăn cà chua thì mình cho nhiều. Thế dứa cà chua mình đã thái xong. Còn bây giờ hành tỏi mình đập dập ra và băm nhỏ lên, băm nhỏ ra. Còn cái củ sả này, các bạn này thì mình chỉ cần lấy một củ hoặc hai củ để các bạn đập dập ra và thái thật nhỏ. Đập dập thái mỏng nhỏ ra để mình phi cho thơm lên, để mình xào cà chua để một nồi nước rất thơm luôn. Thế còn đâu là các bạn củ sả, các bạn cứ đập dập ra và cắt khúc. Cắt khúc ra để mình thả vào nồi nước ấy, rất là thơm các bạn ạ. Bởi vì là với cái lẩu hải sản này này thì các bạn tạo được những mùi thơm lên thì nó sẽ át hết mùi tanh của các cái con hải sản đi. Thì các bạn ăn thì thấy rất là ngon thôi. Đấy, mình cắt khúc như này để mình thả vào nồi nước thì để cho tạo mùi thơm. Còn khi nào mà mình ninh rồi, có nước thơm rồi thì các bạn có thể bỏ củ sả đi đúng không ạ? Vớt củ sả rất là dễ dàng. Thế nên là mình mới cắt dài như thế này. Mùa đông đến rồi, ngồi xung quanh bên một nồi lẩu bốc hơi quả là tuyệt vời luôn đúng không các bạn? Cho nên là hôm nay nhà mình ăn lẩu thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cách làm cái nước lẩu như thế nào cho nó đơn giản và dễ ăn. Thì ở đây thì với hải sản thì mình có cho thêm một miếng gừng. Còn nếu mà các bạn ăn bò, các bạn có thể cho thêm một miếng gừng vào. Cái gừng thì các bạn chỉ cần đập dập ra thôi. Đấy, cái hành tỏi này mình đập dập ra để mình băm nhỏ, để mình khi mình xào để làm nước đấy cho thơm. Đấy, củ sả mình cũng đập dập ra và thái nhỏ thôi. Còn nếu mà bạn nào mà không thích ăn thì các bạn không cần băm sả cũng được. Cái sả mình chỉ cần thả vào thôi cũng được.
Nhưng ở đây mình muốn băm thêm một chút vào cho nó thơm. Thì với mình là cái cả không những hải sản mà có cả bò hoặc gà, các bạn có thể làm như thế này cũng vẫn giống nhau thôi. Còn tất nhiên là có thể các bạn ra ngoài hàng thì các bạn có thể mua thêm một gói lẩu Thái, các bạn là đổ vào cũng rất là dễ chịu đúng không ạ? Nhưng ở đây là mình muốn là với những cái nguyên liệu, những cái gia vị rất là dễ đơn giản thôi, các bạn cũng tạo được một cái nồi lẩu rất là ngon. Có bạn thì là ninh ninh xương riêng để lấy cái nước, nhưng ở đây là mình muốn là thả luôn cái xương đấy vào trong cái nồi lẩu, thì trong lúc đấy thì các bạn thích ăn xương thì các bạn có thể ăn luôn được. Thế thì bây giờ mình tiến hành đi nấu này, thì mình đổ dầu vào cái chảo, các bạn chỉ cần một ít một chút dầu thôi, các bạn đảo cho cái hành tỏi mình vừa chuẩn bị đấy cho nó thơm lên. Ở đây là mình nấu vào cái chảo đa năng của mình, vừa nấu vừa nướng được. Còn các bạn có bếp từ thì các bạn dùng một bếp từ đúng không ạ? Sau khi mình đã phi cho hành tỏi rất là thơm lên rồi thì các bạn đổ cái cà chua vào, các bạn xào luôn. Đấy, chỉ cần những cái mùi hành tỏi khi mình phi lên đã rất là thơm rồi đúng không các bạn? Thì ở đây thì với tùy cái lượng nước nhà bạn ăn nhé, thì ở đây là mình dùng cái nồi này là mình cho 2 lít nước. 2 lít nước thì mình có thể cho vào 4 thìa sữa chua. 4 thìa sữa chua của cái sữa chua gia vị đấy, bột canh nhé. Các bạn có thể nấu bằng bột nêm. Bột nêm thì mình không phải cho thêm mì chính nữa, rất là ngọt rồi. Thì ở đây mình chỉ cần nấu bằng gia vị thôi. Và trong cái nước này thì cái xương đấy các bạn đã bóp mới rửa sạch rồi, thì các bạn thả luôn cái xương vào và mình ninh đúng không ạ? Đấy, lúc này là bắt đầu các bạn đổ dứa này, sả này. Đấy, cái xương này vào để mình cho vào để lấy nước ngọt thôi đúng không ạ? Chứ còn nếu mà các bạn nhúng với bò hoặc nhúng với hải sản thì khi các bạn nhúng cái hải sản đấy vào rồi cái nước ra rất là ngọt luôn. Đấy, như lúc này mình cho những cái gia vị này là rồi, thì các bạn có thể đậy vung vào, các bạn cho sôi một chút, sau đó mình cho thêm những gia vị tiếp theo, mình cho thêm nước vào. Vì hôm nay là mình nấu lẩu này nhà mình 6 người ăn, do vậy mà mình cho thêm nước. Bởi vì là khi các bạn ăn lẩu này, bao giờ các bạn có thể là nhúng mì này, hoặc là nhúng bánh đa này, hoặc là cái gì đấy mà các bạn thích ăn nữa, cho nên là nó cũng hút nước đúng không ạ? Cho nên là các bạn cứ cho nước khoảng 2 lít, nếu mà hết thì các bạn phải cho thêm thôi. Còn đối với những cái gia vị và những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm thì mình cũng tạo ra được một nồi lẩu rất là ngon. Đấy, các bạn đậy vung vào để cho nó sôi lên đã. Sau khi các bạn đã thấy nó sôi rồi đây đúng không ạ? Thì lúc này các bạn có thể cho thêm gì nhỉ? Vừa xong mình còn chuẩn bị đó là ngô này, nước bỗng này các bạn này. Đấy, các bạn cho cái nước này vào nó càng tạo thêm mùi thơm và độ hơi chua chua của nước lẩu ngon lắm các bạn ạ. Cái nước bỗng này nó là nước của cái bã rượu nước cuối đấy, và khi họ nắng cái bã xuống họ lấy cái nước bỗng nổi bên trên đấy. Đấy, thì cái nước bỗng này mà họ nấu thường thường là họ nấu trong rượu cua rượu ốc ấy, không có cái nước này vào thì cái nồi lẩu mất độ thơm mà ngon đấy các bạn ạ. Còn tất nhiên là mình không có cái nước này thì các bạn có thể sử dụng một quả me hay là cái quả gì đấy để tạo độ hơi chua một chút cho nồi lẩu thêm ngon. Đấy, thì các bạn cho ngô vào này, các bạn thích ăn ngô thì các bạn cho ngô vào để lấy độ ngọt, và các bạn ăn cái ngô cũng rất là ngon. Và mình còn có thể cho thêm một chút cái nấm hương nữa đấy, thì các bạn mà không ăn thì thôi nhá. Đấy, chỉ cần như thế này thôi là cái nồi lẩu gần như là đã ok rồi đấy các bạn ạ. Đấy, rất thơm mà ngon, mình thử một chút thôi, quá tuyệt luôn các bạn ạ. Còn tất nhiên là khi các bạn đun mà không may là có một những cái chút những cái bọt bọt này này thì các bạn có thể hớt đi.
Bò này là bò có cái xương mình vừa mới bóp muối ở sạch rồi mà vẫn có tí bò đây, để các bạn hớt đi nhá. Và lúc này các bạn có thể cho sa tế vào. Sa tế vào, nếu mà nhà các bạn mà không ăn được cay thì các bạn cho ít, mà các bạn ăn được cay thì các bạn cho nhiều, đấy là tùy vào cái khẩu vị gia đình nhà mình. Đấy, các bạn nhìn thấy nồi nước rất là ngon rồi đúng không ạ? Lúc này là các bạn có thể ăn theo nhu cầu rồi. Bò gà. Đấy, mình cho thêm một chút nấm hương nữa vào cho nó thêm thơm ngon. Cái nấm hương này thì các bạn chắc chắn các bạn cũng biết làm rồi đúng không ạ? Thì các bạn ngâm nước, rửa qua nước nã này. Sau đó các bạn ngâm nước nóng này. Nó nở ra rồi thì các bạn lọc lấy cái nước đấy nữa nhá. Các bạn đổ lên cái nước nấm hương lấy vào nó mới thơm. Đấy, lúc này các bạn nhúng theo yêu cầu. Ghẹ cua hoặc là gà bo, thế là tùy các bạn. Thì ở đây mình có mấy con ghẹ để mình cho vào cho nó chín và tạo ra cái nước ngọt. Con nhà mình rất là thích ăn cái món ghẹ này. Thì ở đây thì hôm nay mình làm rất là đơn giản, chỉ có ghẹ và một con cá thôi. Và còn cái rau thì các bạn tùy ý các bạn nhé. Nhà mình thì sử dụng rau cải cúc, rau cải son, hành củ và cải chip. Còn các bạn có thể nhúng thêm rau muống, nấm kim châm hoặc bất kể những loại nấm gì mà các bạn thích đúng không ạ? Nói chung là rau thì theo yêu cầu. Thì ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn về một nồi nước lẩu rất đơn giản mà ngon. Thì các bạn nên làm ở nhà như thế này. Cái nồi lẩu vừa kinh tế thì cũng rẻ rồi, còn chất lượng thì rất là thật, không có một cái gì phụ gia gì khác hết. Thế là video nước lẩu của mình đến đây đã xong rồi. Xin chúc các bạn làm và được những nồi lẩu thật tuyệt vời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Nếu bạn nào thích video của mình